Sáng nay, Tòa án Nhân dân huyện Khoái Châu mở phiên tòa xét xử sơ thẩm 3 vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy. Đáng chú ý, đây là phiên tòa đầu tiên Tòa án Nhân dân huyện Khoái Châu xét xử theo hình thức trực tuyến tại hai điểm cầu trụ sở Tòa án Nhân dân và trại tạm giam Công an tỉnh. Để đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp và thực hiện tốt công tác phòng chống dịch COVID-19, Quốc hội khóa 15 ban hành nghị quyết số 33/2021 cho phép Tòa án Nhân dân được tổ chức phiên tòa xét xử sơ thẩm, phúc thẩm các vụ án hình sự, dân sự, hành chính theo hình thức trực tuyến. Tại phiên tòa, hội đồng xét xử và đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân xét hỏi bị cáo qua hệ thống camera kết nối trực tuyến giữa các điểm cầu. Ba bị cáo: Chu Cao Quân, Hoàng Mạnh Hà, quê quán xã Tân Dân; Đỗ Khắc Yên, quê quán xã Tân Châu, huyện Khoái Châu, phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Hiện các bị cáo đang bị giam giữ tại trại tạm giam Công an tỉnh Hưng Yên. Các bị cáo đều nghiện ma túy, mua ma túy về sử dụng. Căn cứ quy định của pháp luật, tòa tuyên phạt các bị cáo hình phạt từ 15 đến 21 tháng tù giam.